Hải Phòng đến Hà Nội, chúng tôi đã được hướng dẫn viên tạo cho các em gợi lại những kiến thức lịch sử từ những năm 1890 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước chống Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là một kiến thức lịch sử mà các em học sinh cần trau dồi và ghi nhớ trong chuyến đi này, đặc biệt tại buổi cơm trưa, cũng như là sự quan tâm của các lãnh đạo công ty Travel đã tạo cho ba em Bùi Thị Phượng lớp 8B, em Vi 6B và em Nhân lớp 7B những món quà mặc dù rất nhỏ nhưng thể hiện sự tương thân tương ái. Thay mặt cho cán bộ sinh nhà trường, các học sinh xin trân trọng cảm ơn quý công ty, chúc quý công ty sẽ luôn hợp tác và làm ăn phát triển cùng với nhà trường và các cơ quan khác sẽ được tốt đẹp, và hy vọng sẽ được cùng với công ty đồng hành những chuyến đi tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. If that's what you wanted, you won't get it tonight.